Đầu tiên xin chào quý vị phụ huynh đang livestream cũng như là những người đồng hành cùng chương trình. Thì tôi tên là Lê Thiện Nhi, tôi hiện tại là bác sĩ chuyên khoa một nhi và hôm nay sẽ là người đồng hành cùng chương trình hướng dẫn cha mẹ chăm sóc trẻ con mùa nóng. Cảm ơn chương trình như hội cộng đồng cũng như đội ngũ chương trình đã mời tôi đến ngày hôm nay. Chị đến ngày hôm nay. Dạ vâng, vâng thưa bác sĩ Thanh Nhàn, cùng với quý vị đang theo dõi chương trình thì chúng ta sẽ thấy rằng là vào mùa lạnh thì trẻ thường hay gặp các vấn đề về hô hấp như là cảm lạnh, cảm cúm hay là bị nứt nẻ da chẳng hạn. Vậy thì các vấn đề sức khỏe thường gặp trong mùa nóng ở trẻ là gì thưa bác sĩ Thanh Nhàn? Cái vấn đề thường gặp của trẻ trong mùa nóng á, thì thường á, thời tiết nắng nóng ảnh hưởng khá là nhiều. Khi mà nhiệt độ môi trường tăng cao á, thì cơ thể trẻ thường làm mát bằng cách là tăng tiết mồ hôi nhiều để giải nhiệt. Thì cái việc mà tăng tiết mồ hôi nhiều để giải nhiệt á, thì nó có thể nếu mà cha mẹ không biết chăm sóc đúng cách á, thì con có thể dễ bị nổi rôm sảy hoặc là bị hưng da. Mặt khác á, thì nếu mà tiết mồ hôi tỉ nhiệt nhiều quá thì trẻ có thể dễ bị mất nước, dẫn đến là cái những triệu chứng mất nước. Một phần nữa là nếu như mà ở nắng quá lâu á, thì trẻ có thể bị sốc nhiệt hoặc là những cái bệnh thường gặp của mùa nóng, ví dụ như là sốt phát ban, tiêu chảy, viêm tay giữa nếu mà trẻ đi tắm bơi vân vân. Thì ngoài ra thì cái hệ thống miễn dịch của trẻ thường là chưa hoàn thiện nên sức khỏe khá là kém đối với thời tiết nắng nóng nên là rất là dễ bệnh và ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của trẻ nhỏ. Thì hôm nay đến đây thì tôi sẽ hướng dẫn mọi người các quy tắc cơ bản của chăm sóc trẻ mùa nóng cũng như các bệnh thường gặp và một số hướng dẫn về dinh dưỡng cũng như là một số cái sơ cứu đơn giản như MC Bạch Trang vừa trình bày. Vâng, vậy đầu tiên thì bác sĩ Nhàn có thể nói cụ thể hơn về những bệnh thường gặp trong mùa nóng của trẻ không ạ? Những cái bệnh thường gặp của trẻ trong mùa nóng, những cái trẻ nhỏ thì thường cái hệ thống tiết mồ hôi chưa hoàn thiện. Thứ hai là phụ huynh mình nó hay sử dụng cái những cái sản phẩm chống rôm á, tắm xong thì mình thường là bôi cho con mình thì nó sẽ dễ bứt tắc lỗ chân lông dẫn đến ngăn tiết mồ hôi thì dễ dẫn đến dễ bị rôm sảy. Thì cái bệnh rôm sảy thì trong nhân gian mình thì mọi người cũng dễ biết rồi, nguyên tắc cơ bản đó. Thì thứ hai á là sốt phát ban, thì cái việc mà những cái mùa này á nó dễ tăng sinh sôi của vi khuẩn cũng như virus cho nên là cái việc sốt phát ban là một trong những cái bệnh mà thường gặp của trẻ nhỏ. Và cái bệnh thứ ba là cái bệnh tiêu chảy liên quan tới mùa nóng. Thì thường á ở mùa nóng á, thì thức ăn á cũng như các vi sinh vật nó lên men và trẻ con á, thì thường háo ăn trong mùa nóng thì vì vận động rất là nhiều và uống rất là nhiều thực phẩm cũng như là các nước giải khát này nọ nên rất là dễ bị tiêu chảy mùa nóng. Và tiếp vào cái thứ tư á thì là trẻ khi mà thường có cái biểu hiện là khi ra ngoài chơi về mệt xong rồi không uống nước dễ bị mất nước hoặc là tự nhiên chạy sốc vô máy lạnh thì dễ dẫn đến sốc nhiệt máy lạnh hoặc là ở ngoài nắng quá lâu thì có thể sốc nhiệt do nóng rất là nhiều. Rồi thì cái cuối thì như bác sĩ Bạch Trang nói thì có thể là trẻ đi bơi nhiều quá có thể dẫn đến viêm tay giữa hoặc là có thể bị đuối nước. Thì những cái vấn đề này phụ huynh mình thường gặp và mình có thể phòng tránh được nếu như biết nguyên tắc cơ bản của việc chăm sóc cho trẻ.